Xin chào các bạn spa thân thương đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình đến ở tại Annamanarra Resort and Spa ở Cam Ranh. Thì nhân tiện đây mình sẽ quay cái spa cho các bạn xem, nhưng mà nghe nói spa chưa có hoạt động được. Wow, rất là tiếc. Và nhưng mà mình cũng quay cái khung cảnh bên ngoài cho mọi người xem nha. Và đây là Busky đang đưa mình đến check-in. Cái quầy check-in cũng chưa xong luôn. Mình hiện tại ở bên resort mượn tạm check-in tạm chỗ nhà hàng. Nhưng mà rất là đẹp các bạn ạ. Đây là quầy check-in ở đây. Cái cảnh mình mới bước vào, wow luôn, rất là đẹp. Không tả được luôn á. Thì mình quay sơ lược qua cho mọi người xem thôi ha. Thì tại vì ở đây thì mới đi vào hoạt động thôi, thì chỉ có xong ở một cái nhà hàng, một hồ bơi và một số cái villa, và họ để sale với cái mức giá ưu đãi để thu hút khách hàng đến tham quan trước. Thì đây là khu vực nhà hàng nè, và cảnh hồ bơi rất là đẹp luôn. Mình quên quay làm YouTube. Thiệt ra mình không có định làm đặt trên YouTube, mà tại mình chỉ đặt trên Facebook chơi thôi. Nhưng mà mình thấy cảnh đẹp quá, mình đặt lên làm kỷ niệm luôn. Và để mình đã check in xong rồi, mình quay về cái villa của mình nè. Và ấn tượng nữa là hồi nãy á, vừa check in có làm mấy cái trò chơi dân gian á, tặng hai đứa con của mình, rất là dễ thương. Wow, đây là vào khu vực phòng villa rất là rộng. Mình quay đứng cho nên nhìn cái không gian nó hơi hẹp hẹp tí xíu, nhưng mà rộng lắm. Đây là khu vực chung ha, bồn tắm ở bên ngoài luôn. Bây giờ hai cha con hình như đi đâu đó, đi chơi. Mọi người nên đến ở một lần, cái cảnh rất là đẹp và mình thấy rất là hài lòng. Nhân viên phục vụ rất là chu đáo, và cái khung cảnh mình nhìn có vẻ là tự nhiên lắm, giống như không đụng hàng luôn các resort khác luôn á. Từ cái tông màu, từ cái con đường, rất là yên tĩnh. Hai cha con đạp xe đạp đi chơi, lần vòng chơi thôi. Có rất nhiều lắm, nhưng mà vì kênh không cho đăng chỉ nhỏ nhiều cho nên mình cắt bớt rồi. Mình quay chung chung cho mọi người xem cho vui thôi ha. Đây đạp lên để tìm khu vực spa đang xây dựng nè. Nhưng mà không phải đây là spa, mình tưởng đây là spa đang xây dựng. Thì đây là khu vực sảnh lễ tân á. Sảnh lễ tân họ đang xây dựng thôi, mình tưởng là spa. Thì họ nói là spa đang trên xây dựng ở bên hông nào đó, thì chưa hoàn thành. Thì hứa hẹn mình sẽ quay lại và mình sẽ quay khu vực spa cho mọi người xem nha. Tại vì mình rất là tâm đắc spa ở đây, vì cũng là cái thương hiệu này trước đây mình có làm và học tập và làm ở đây, cho nên là mình muốn quay cái spa cho mọi người xem. Nhưng mà rất là tiếc là spa chưa quay xong, cho nên mình quay chung. Chắc là đẹp lắm, mình sẽ quay lại quay cho mọi người xem nha. Mình sẽ quay cho mọi người xem trong thời gian tới. Wow, nói chung công trình cũng vĩ đại lắm, đẹp, và chắc chắn spa xây lên mình nghĩ là chắc đẹp lắm. Mọi người đón xem nha. Wow, hình như mình quay lại hai lần hay sao á. Ok, đây quay lại tân check in. Nói chung là rất là đẹp đúng không? Thôi hai cha con hình như đạp đi về lại sao á. Đi tìm xong giờ không có, đạp đi về lại. Sorry mọi người. Nhưng mà cái cảnh quan thì cũng đẹp. Mấy cha con đạp đi chơi mệt luôn á. Cảnh nó rất là tự nhiên. Ông con bị tí nè.
giờ đi đâu nữa ta? Giờ hình như đạp đi về lại phòng. Cảnh đẹp lắm mọi người, cho nên có dịp mọi người đến ở một đêm cho biết nha. Và sau này mình sẽ quay lại nữa, spa khi nào xong mình sẽ quay lại nữa. Đây là hồ bơi nè. Wow, rất là đẹp luôn. Hồ bơi rất đẹp, thiết kế rất đẹp. Mình tại không có chuyên nghiệp đâu, nhưng mà đến ở thì tự cảm nhận nha mọi người. Thiệt ra rất là đẹp luôn. Thiệt ra chỉ có cái hồ bơi này, hình như có hồ bơi ở trên nữa, cũng đang công trình xây dựng thôi à. Mình đi sớm quá, vì sau này mình không có thời gian nữa. Nhưng mà sang năm mình sẽ quay lại và quay spa cho mọi người xem. Rất là xin lỗi mọi người, tại vì video này mình chỉ quay khung cảnh này thôi à. Chỉ xoay quay xoay lại có nhiêu này thôi. Quay để mình làm kỷ niệm luôn. Nói chung hiện tại giờ là giá nó đang thấp đó, mình ở mình enjoy cũng được, rất là tuyệt vời. Và thức ăn nhìn vậy nhưng mà thiệt ra thì chỉ được 8 điểm thôi, chưa có ngon lắm. Sao mình ăn không ngon mà nước uống lại ngon. Wow, giờ mình ra biển nè. Chắc là thức ăn bởi vì mới hoạt động cho nên chưa có đầu bếp hay sao đó, mình không biết. Nói chung ở bản thân mình thì ăn ok thôi chứ chưa hẳn là ngon lắm đâu. Nhưng mà nước uống ngon lắm. Nhưng mà hy vọng thời gian tới là ngon nha. Bây giờ đi chơi biển. Biển rộng và cái bãi biển tắm ok nè. Wow, mình quay lại khuôn viên hả? Ok. Ở cái con gì đây mình không biết luôn, mà ở bãi biển này rất là nhiều. Nhiều lắm. Lúc đầu thấy có một con à. Mọi người nói là con gì quên rồi. Con nhím biển. Đây là không phải con nhum. Con nhum mình biết, còn đây là con nhím biển. Mà không biết phải hay không, không biết nữa. Mình đã ban đăng bên Facebook á, mọi người nói là nhím biển. Lúc đầu thấy một con, lần lần con mà nó lụm tới cả đống luôn. Đó. Lát nữa là thấy cả đống luôn. Bước tới tí nữa thấy cả đống luôn. Wow, á, nhiều không? Con gì cũng lẹ ghê luôn á. Mình cũng dân biển mà chưa thấy con này bao giờ. Nói chung ở đây là một trải nghiệm rất là tuyệt vời nha mọi người. Rất tuyệt vời. Ăn sáng rất là ngon, ăn sáng ok. Lúc mình đến hơi trễ một tí cho nên là đồ ăn có nhiều khách gấp bớt rồi, cho nên chưa không được đẹp. Nhưng mà nhìn chung cái này cũng ok nha mọi người. Ăn sáng nè, nước uống nè. Mình rất ấn tượng nước welcome ở đây rất là ngon nữa. Nói chung ăn sáng là nhìn chung hay là ok. Nói chung là nước uống cũng rất là ngon. Đây là cảnh hồ bơi hồi nãy mình quay á, về đêm nè. Cảnh về đêm. Về đêm đẹp quá trời luôn. Cảnh về đêm quá đẹp. Nói chung là mình không biết tả làm sao luôn đó. Đã kết thúc ngày đêm ở đây rồi, giờ mình đi về thôi. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em ở nơi đây. Và hẹn một ngày gặp lại gần nhất. Bye bye.